Sáng ngày 23 tháng 2, liên quan đến việc đột kích công ty trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến các tổ chức cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm, v.v. có liên quan đến bị hại. Thậm chí, các đối tượng còn đem quan tài, bình ga để khủng bố, buộc các bị hại phải trả nợ, xảy ra ở nhiều địa phương như Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 14 tháng 2, dưới sự phối hợp hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt. Ngày 18 tháng 2, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án cưỡng đoạt tài sản, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với hai bị can gồm Hà Thị Hiệp, nhân viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại trường tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, và Nguyễn Thanh Hải, nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp, vì tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan. Các đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân công ty. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25 đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ phương tiện phục vụ việc đe dọa khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các cục nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân các cấp sớm kết luận điều tra, đưa vụ án ra xét xử để cảnh báo, răn đe các đối tượng có hoạt động tương tự. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan, công ty trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt sớm trình diện, hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi các bị hại, nạn nhân của tổ chức tội phạm này cung cấp thêm thông tin qua Phòng Cảnh sát Hình sự, số điện thoại 0693 599 511 hoặc liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ.